caliente. Đây là muối. Cắt cái túi bóng cơ. Muối hạt, muối mới bột. Muối ôi ôi, muối. Còn đây là cơm, cơm gạo đồng bào. Cơm gạo đồng bào. Đây là một nghệ nhân muối cá chua của đồng bào. Đây là cái nồi rồi. Nồi đó trong cái nồi. À, rồi mâm làm đi. Đó ta trong cái nồi. Rồi, trộn muối vào. Muối vào. Bỏ muối nhiều vào cho nó ngọt. Nó nhiều nó hơi mặn đấy, bỏ vừa đây, phải mặn đấy, thử để chấm lên. Xem bỏ muối ít thì nó thui. Nó có cơm nữa đây. Bỏ đây cái rượu này tí. Khoai dây. Rồi từ từ. Chay. Chay bỏ ra, cho cơm xong rồi. Cơm nóng là chua lắm. Cơm nóng nhanh chua hả? Ừ. Khoảng mấy ngày thì ăn được? Mấy ngày làm sao ăn được? Cả tháng. Cả tháng hả? Ý là cơm nóng là một tháng ăn được hả? Cả tháng mới ăn. Trộn đều, cơm, muối, trộn đều. Ừ. Mới cho nó đều một tí nữa bạn nè, thêm nữa đi bạn. Đúng rồi. Dạ, đúng rồi. Nhiều quá không tốt. Dạ, rồi. Chưa quá trình bỏ vào ống. Ống lộ. Đây là cái ống lộ. Ống lộ của đồng bào. Ống cái nó mùi gì kìa. Không con sóc nước sôi sạch sẽ hết rồi. Bỏ trong hũ không được ạ. Cũng được, nhưng mà bỏ ống nghe bỏ ngon hơn. Ừ. Thích bỏ ống hơn. Ống ngon hơn. Ống cũ sợ nó mùi. Ống mới ngon hơn. Ừ. Mầm thì nó mùi, mầm không thích ăn. Con người có mầm mùi không thích ăn. Nát nó không, nó có cái con gì đó, con dời. Yeah. Không ăn được, nó thui.
không hết cá rồi nhỉ? Sợ không hết hả? Xem rồi. Không hết có cái thú nhỏ nhỏ bỏ vào chứ. Tin nữa là thôi. Ăn cá chua. Yeah. Con cũng thích ăn cá chua. Bà Mai cũng thích. Mấy năm trước mà xin họ cho ít ít về ăn. Chứ con Tết mua một ống mà ăn hết rồi. Để làm ống khác. Đây rồi. Ống nhỏ. Trong cái nắp đó nữa. Dạ, ống nhỏ quá. Giữ cho bé. Nó hả nó bé. Bé độ. Không hết ống mà bỏ vô chỗ nắp một ít. Bốn ký mà không hết. Chắc phải đang còn cả ký đấy nhỉ. Ăn cơm nhiều. Gọi cho cái đó nó xuống bớt đi. Chơi chắc được em không? Không hết thì thôi. Còn mấy con để lại cũng được. Hả? Không hết thì để lại. Mình nhẹ em bị ống. Mai nó ngót xuống là nó lưng bớt đi đúng không? Để bà mâm ốc lại. Dành đánh nắp lại. Thao cái này cho bà. Để tí nữa rồi giữ. Đây cái gì nào ví dụ 4-5 ngày là còn xem sợt nó còn nó nhiều nước muối đó nó nở lên sợ nó bị tuột ra rồi còn bác cho nó ngô một tí nhá. Nó để phòng nó cái kiểu nó nở lên đó. À, nước ra nó đừng lên hẳn. Con này tưởng mình lâu nó keo lại nó nhỏ sợ như thế bởi vì cái ca nó còn tươi. 2-3 ngày còn khoảng nửa tháng là nó phải xem cái đá 4-5 ngày còn xem kiểm tra thứ nó còn nguyên như thế thì bé đó sợ nó nở lên thì nó cũng chảy nước chứ.
Rồi bây giờ con đi đi xin thăng mâm xin mâm.